Theo truyền thông Anh, Bayern Munich sẵn sàng phá két để thuyết phục Liverpool nhà tiền đạo Roberto Firmino vào mùa hè tới. Thời điểm hiện tại, đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức đang có một kế hoạch với tiền đạo 28 tuổi, khi huấn luyện viên Hansi Flick tin rằng anh sẽ là cầu thủ lý tưởng để dẫn dắt hàng công của hầm xám. Đáng chú ý, một trong những chân sút chủ lực của Bayern là Robert Lewandowski sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 8 tới đây. Tất nhiên, cái giá mà Firmino chắc chắn sẽ không hề rẻ, bởi anh vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm hồi cuối tháng 4 năm 2018. Bayern nắm rất rõ điều này và họ sẽ đưa ra 75 triệu bảng khởi điểm. Kể từ đầu mùa, Firmino đã có 8 bàn thắng cùng với 10 kiến tạo cho Liverpool sau 31 lần ra sân ở hai đấu trường chính là Premier League và Champions League. Trước những lời công kích mạnh mẽ nhằm vào cặp ngôi sao Mbappe và Neymar thời gian qua, giám đốc thể thao của PSG là Leonardo mới đây đã lên tiếng bảo vệ hai đứa con cưng của mình. Tôi đã nghe đủ các chuyện về Neymar và Mbappe, những chỉ trích về thái độ của hai cầu thủ khiến tôi không thoải mái. Mbappe luôn là một người tuyệt vời, một chàng trai đáng yêu và luôn tận tâm với công việc. Neymar cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc, tập trung vào các mục tiêu cùng với đội bóng. Tôi không chấp nhận việc người ta chỉ trích thái độ của hai cầu thủ kể trên. Được biết, Neymar gần đây bị chỉ trích vì tiếp tục chấn thương trong ngày sinh nhật của mình. Trong khi đó, Kylian Mbappe bị truyền thông chỉ trích khi tỏ thái độ không hài lòng với huấn luyện viên Thomas Tuchel. Leonardo một lần nữa khẳng định tại PSG không hề sợ sẽ vấn đề gì cả. Ông tin rằng truyền thông đang cố tạo ra bầu không khí tiêu cực ở sân công viên các hoàng tử cho một mục đích không hay. Trước khi AFC Cup 2020 được khởi tranh, AFC đã chỉ ra 6 gương mặt đáng xem nhất ở bảng đấu khu vực Đông Nam Á. Trong số này có tên Công Phượng của thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng nằm ở vị trí đầu tiên trong số 6 cầu thủ. Đây là lần đầu tiên Công Phượng mới có cơ hội tham dự một giải đấu quốc tế ở cấp độ câu lạc bộ. 5 gương mặt đáng xem còn lại bao gồm Ilyas Sabolcevic của Bali United Indonesia, Than Pien Yangon United của Myanmar, Stephen Strock của Ceres Aneros Philippines, Buffalo Mbaga của câu lạc bộ Brea Khandrit Rien Campuchia và Steve Lazivat của câu lạc bộ Hương Gang United Singapore. Nhận định riêng về cầu thủ người Nghệ An, AFC cho biết, cầu thủ 25 tuổi tuy gặp nhiều khó khăn trong thời gian chơi bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ, nhưng lại là một tiền đạo tài năng và là con át chủ bài của đội tuyển Việt Nam. Theo lịch, Công Phượng cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận ra quân tại AFC Cup 2020 đối đầu với Yangon United vào ngày mai. Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Sài Gòn đã lột xác với nhà tài trợ mới sau khi đội bóng của Bầu Hiển được chuyển giao cho các đối tác khác. Vì vậy, đội bóng đã đề ra những phương hướng hoạt động, mục tiêu cụ thể rõ ràng và xác định đối tác chiến lược. Đặc biệt, chủ tịch Vũ Tiến Thành cho biết: "Chúng tôi vừa có chuyến đi sang Nhật Bản để học tập và hứa hẹn sẽ trở thành đối tác chiến lược của FC Tokyo. Tôi nhận thấy cả hai đội có nét tương đồng về văn hóa và con người." Đội bóng đang chơi tại J-League One sẽ giúp đỡ câu lạc bộ Sài Gòn xây dựng một học viện bóng đá, tái cấu trúc quản lý đội bóng và phát triển lực lượng cổ động viên. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc còn đặt mục tiêu top 3 trong mùa giải 2020. Dù thành tích và sự đầu tư chưa bằng với đối thủ cùng thành phố, câu lạc bộ Sài Gòn đang âm thầm tạo điểm nhấn bằng những hoạt động có ý nghĩa. Câu lạc bộ này hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Theo truyền thông Trung Quốc, câu lạc bộ Zhejiang Green Town của Trung Quốc đã xác nhận việc một cầu thủ trẻ của lò đào tạo câu lạc bộ này dương tính với virus corona. Đây được xem là trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona của bóng đá nước này. Cầu thủ trẻ này nằm trong số 56 cầu thủ và nhân viên tham dự một giải đấu ở tỉnh An Huy, thành phố Vũ Hán khi chưa bị cách ly. Một vài cầu thủ trẻ khác hiện đang có dấu hiệu sốt và ho nhẹ. Nhiều thành viên của câu lạc bộ Zhejiang Green Town đã được xét nghiệm và cách ly. Bóng đá Trung Quốc hiện đang đóng băng hoàn toàn vì dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã quyết định tạm hoãn vô thời hạn toàn bộ giải đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Tổng số ca tử vong do virus corona ở Vũ Hán đã lên tới 900 người. Hơn 40.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận trên toàn thế giới và phần lớn là ở Trung Quốc đại lục. Vào chiều nay, mặc dù đặt mục tiêu cố gắng tranh chấp vị trí cao tại vòng loại thứ 3 tới Olympic Tokyo, nhưng đội tuyển nữ Thái Lan đã kết thúc ở vị trí cuối bảng B sau 3 trận toàn thua. Trong trận đấu của mình, thầy trò huấn luyện viên Tanikan Danda gặp đội tạm dẫn đầu bảng Australia và phải nhận thất bại 0-6. Hai trận đấu trước, vào chiến đã thua Trung Quốc 1-6 và trước tuyển nữ Đài Loan. Kết quả này khiến tuyển nữ Thái Lan kết thúc với 3 trận toàn thua, ghi được duy nhất một bàn và để thủng lưới 13 lần. Tại vòng loại thứ 3 tới Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, 8 đội bóng dẫn đầu chia vào hai bảng khác nhau thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng bắt cặp đá hai trận sân nhà sân khách để chọn hai đại diện tham dự Thế vận hội mùa hè cùng chủ nhà Nhật Bản.